Vâng, Khang Minh GPL xin kính chào toàn thể các bác và toàn thể quý anh em. Hàng tiếp tục cập bến Khang Minh ngày hôm nay. Khang Minh làm một đoạn clip ngắn để giới thiệu đến các bác và quý anh em hai cái kiện hàng nhỏ này, trong đó gồm 4 chiếc cục đẩy canal tiếp tục cập bến Khang Minh. 4 con tất cả ngày hôm nay cập bến, thì trong đó có 2 con tuyệt hiếm, có thể nói trên Việt Nam đếm trên đầu ngón tay luôn. Khang Minh sẽ làm một video riêng để giới thiệu hai cái con cờ đao này, nó là model gì và nó hiếm ở cái gì. Các bác và quý anh em sẽ đợi cái video tiếp theo của Khang Minh làm về hai cái con cờ đao này nhé. Trong đó có 4 con thì hình như là một con thêm hai con 1.200 và 2.400, 3.600 gì đó. Và những sản phẩm trên Khang Minh rất nhiều, ví dụ như mấy cái kiện hàng này Khang Minh cũng chưa cả có thời gian để khui tiếp tục giới thiệu đến các bác và quý anh em. Bởi vì ví dụ như 4725X thì Khang Minh đã khui một cặp và giới thiệu đến các bác và quý anh em rồi. Một cặp tuyệt hiếm luôn, hàng như chưa sử dụng. Và 4732X này vậy, rất là hiếm các bác nha. Bát 30 là một model rất ít khi có, và đặc biệt là những cặp đẹp. Riêng cặp này nó đẹp như cặp 4725X. Các bác quý anh em có thể xem thêm những cái video bên trên. Bởi vì mỗi một ngày Khang Minh làm 2 đến 3 video update lên kênh rất thường xuyên. Video của Khang Minh sẽ trôi rất là nhanh. Quý anh em xem lại vào kênh của Khang Minh và kéo tuốt xuống dưới để xem lại nhiều video những sản phẩm âm thanh bị bãi, hàng pro, hàng tuyển chọn trên Khang Minh, để mọi người có thể có nhu cầu trải nghiệm cũng như nhu cầu mua sắm, mọi người có thể liên hệ cho Khang Minh hoặc là Zalo để Khang Minh tư vấn cũng như báo mọi thông tin chi tiết nhất, giá tốt nhất của từng sản phẩm mà các bác và quý anh em có thể xem và lựa chọn trên đồ của Khang Minh GPL. Sau đây Khang Minh xin tiến vào trong giới thiệu qua với các bác và quý anh em một vài sản phẩm cũng như là những chiếc cục đẩy cờ đao. Riêng cờ đao của Khang Minh toàn bộ là những con rất là hiếm, đời rất hiếm, và đặc biệt nó đẹp xuất sắc luôn. Khang Minh nhập về để Khang Minh cung cấp cho các bác và quý anh em trên mọi miền Tổ quốc. Và những cầm loa JBL Pro, toàn hàng đẹp hiếm có luôn các bác nhá. Các bác và quý anh em sở hữu những món đồ mà Khang Minh tuyển chọn về thì nó có giá trị vô cùng. Đều là hàng zin nguyên bản và còn đẹp, có thể nói là đẹp. Nhiều quý anh em, nhiều các bác đến Khang Minh đều được trải nghiệm những cái món đồ mà Khang Minh tuyển chọn nhập về. Nói nhấn mạnh một câu, nó đẹp như là loa giả luôn, đẹp như loa Trung Quốc. Khang Minh cũng hay nói vui như vậy, nhưng đó là cách nói nhấn mạnh, một cách là nghêu ngao vui vẻ với các bác và quý anh em. Còn trên Khang Minh, Khang Minh nói thêm để một số quý anh em trẻ tuổi nắm được cái đồ của Khang Minh. Trên Khang Minh thì từ cọng dây trở đi nó cũng không có hàng chợ, không có hàng Trung Quốc luôn. Cho nên là mọi người và quý anh em chưa nắm được về đồ xịn thì có thể tìm hiểu thêm về Khang Minh, hoặc là cần tư vấn thì các bác quý anh em đó liên hệ cho Khang Minh hoặc là Zalo, Khang Minh sẽ chỉ thêm hoặc là tư vấn thêm để quý anh em hiểu thêm về đồ xịn. Rất nhiều quý anh em chưa hiểu, chưa nắm được về đồ xịn thì rất là nghi ngờ về những món đồ âm thanh mỹ bãi, nó sản xuất mấy chục năm rồi nhưng mà tại sao nó vẫn mới và nó như là mới rồi này kia, quý anh em phân vân như vậy. Nhưng mà các bác quý anh em có thể nhìn xa một chút. Nước ngoài tư bản họ không như Việt Nam, họ sử dụng đồ nó họ một năm gần như họ không sử dụng bao nhiêu, thậm chí có những món đồ sản xuất gần trăm năm rồi và vẫn còn nguyên thùng xốp, hàng trưng bày, hàng người ta để tồn kho. Đó là tư bản họ khác biệt so với Việt Nam. Việt Nam thì dùng hỏng rồi thì còn đi sửa, nhưng mà tư bản cả một hệ thống người ta đầu tư về âm thanh, có khi hàng bao nhiêu năm người ta không dùng đến. Cho nên là quý anh em nhìn xa một chút, cả một thế giới nó không nhỏ bé như là Việt Nam.
quý anh em, nhiều quý anh em phân vân như vậy, và rất nhiều quý anh em còn lăn tăn bảo tại sao lại nhiều đồ mới, nhiều các thứ nó mới như là chưa sử dụng vậy ngày kia. Bởi vì trên thế giới nó rộng lớn vô cùng, chúng ta nhìn xa một chút chúng ta sẽ nắm được. Các bác và quý anh em có thể nắm được những cặp loa audio high end nghe nhạc đắt tiền, nó sản xuất ngót nghét 100 năm, nhưng mà có những món đồ nó vẫn còn nguyên thùng xốp và như chưa sử dụng. Thì những cái món đồ JBL Pro này nó cũng vậy, những dòng chuyên nghiệp biểu diễn. Cho nên là Khang Minh nói thêm như vậy để mọi người nắm được những cái đồ mà Khang Minh tuyển chọn về nó khác biệt, và tiền nào thì của đấy. Mọi sự so sánh nó đều khập khiễng các bác nhá. Khang Minh xin nói thêm về những cái đồ mà Khang Minh sử dụng và Khang Minh nhập về shop, tất cả những từ những thứ nhỏ nhất trở đi. Quý anh em cứ tin rằng, các bác cứ tin rằng chỉ có đồ xịn. Đã chơi thì thôi, các bác cái tiêu chí của Khang Minh là cung cấp đồ xịn, cung cấp đồ cao cấp. Còn ngoài ra hàng chợ, hàng lởm, hàng Trung Quốc liên quan đến là Khang Minh, thậm chí là người ta chào đến tận cổng, đến tận cổng nhà Khang Minh luôn, Khang Minh cũng không bao giờ thèm nhập những cái đồ đấy. Không chơi thì thôi, nhưng các bác đã đầu tư những cái món đồ âm thanh mị bãi nó cũng rất là đắt tiền, một vài chục triệu một món đồ. Cho nên là mọi người chơi đồ xịn nó sẽ đẳng cấp và nó có giá trị lâu dài. Từ những cái cọng dây trở đi, Khang Minh giới thiệu với các bác và quý anh em. Quý anh em nào, các bác nào có nhu cầu về dây liên hệ cho Khang Minh. Ví dụ những cái cọng dây này toàn dây của Italia và dây Summer của Đức. Dây này là dây 4x2.5. Các bác đợi một chút cái điện thoại Khang Minh nó lấy led nhé. Thấy không, made in Italia, dây Tucker 4x2.5, trong này có 4 lõi, mỗi lõi cự ly 2.5mm, nó đánh được những cặp loa full đôi 4 tấc, công suất trung bình 1200W trên một chiếc. Và dây bên kia Khang Minh kết nối với những cặp loa mà Khang Minh thỉnh thoảng mở hoặc là test loa để các bác và quý anh em cùng nghe xem và trải nghiệm những cặp, những cọng dây Tucker của Italia, Summer của Đức, rất là đắt tiền luôn. Và đây là cả một cọng dây mà Khang Minh nhập về tuần trước để Khang Minh cung cấp cho những quý anh em, những khách hàng kỹ tính yêu cầu cả những dây rác cao cấp. Còn những cái dây mà tối thiểu nhất Khang Minh cung cấp để cho các bác và quý anh em là dây của Hàn Quốc, nó cũng là dây đồng nguyên chất. Những cái dây này, dây tín hiệu này nó rất quan trọng trong âm thanh. Quý anh em chơi những cái con dây rẻ tiền 1-2-30 nghìn một mét thì nó trong dây nó có pha nhôm pha kẽm, tín hiệu dữ liệu âm thanh nó truyền nó bị kém hơn so với dây đồng nguyên chất, và nó còn có tiếng ù xì. Nhưng mà chơi đến dây xịn, rắc xịn thì cái độ ù xì của âm thanh nó cũng giảm đi, và tốc độ truyền tải nó đạt tối ưu nhất. Vậy mà có những khách hàng VIP của Khang Minh, còn đồ chuyên nghiệp biểu diễn này các bác ý còn chơi cả những cọc dây của hai audio high end cỡ mét mấy, 2 mét thôi, những dây tín hiệu mà mười mấy triệu. Khang Minh có một vài khách hàng chơi đẳng cấp như vậy luôn. Cho nên là có một vài chia sẻ, một vài giới thiệu hàng trong cái clip ngắn ngày hôm nay. Các bác và quý anh em quan tâm đến những sản phẩm âm thanh mị bãi, hàng tuyển chọn của Khang Minh JBL, liên hệ cho Khang Minh theo số máy trên đây và địa chỉ của Khang Minh đây. Quý anh em xem thêm nhiều video bên trên nữa của kênh Khang Minh nhé, để nắm được mọi món đồ trên Khang Minh JBL. Khang Minh xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bác và quý anh em ở những video lần sau.